Xin chào mọi người, thì bây giờ cũng khoảng 4 giờ chiều. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cơm chiều ha. Mọi người cùng theo dõi em, hôm nay em sẽ nấu cơm chiều có những món gì nha mọi người. Gia đình mình nhiều người nên mình sẽ nấu hai lon ha mọi người. Đây là nấm rơm, hôm nay mình sẽ nấu canh thịt nha mọi người. Hồi sáng mình có chạy về quê thì mình thấy dọc đường người ta có bán nấm, thì mình có ghé vào mình mua một ký nấm để chiều nay mình sẽ nấu canh. Bây giờ nấm này mình sẽ đi ngâm, bỏ vô một tí bột cho nó sạch hơn ha mọi người. Mình nấu bao nhiêu thôi, còn một mớ mình sẽ chừa lại ha. Mình sẽ không bỏ muối vô ngâm, mình sẽ bỏ bột nha. Mình sẽ bỏ một miếng bột năng vô. Mình sẽ ngâm một chút xíu cho nấm ra ba cái chất dơ á. Mình sẽ ngâm ở đây ha. Chiều nay mình sẽ ăn cá. Cá đây là cá đồ đùa mọi người. Mình hồi sáng mình ấy mình cũng đã ướp xong xuôi hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt dầu lên chiên ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái chảo mình chiên cá ha mọi người. Mình cho lượng dầu vừa đủ thôi nha. Hôm nay gia đình mình ăn cơm rất là đơn giản. Cá chiên và canh nấm rơm, nấu thịt. Mình chiên cá mình không để cho cá dăng á, dầu á thì mình sẽ bỏ vô một tí muối nha mọi người. Thì bây giờ dầu mình cũng đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cá vô mình chiên. Mình chiên cá mình sẽ để lửa nhỏ riu riu thôi nha mọi người, để cho cá nó sẽ được vàng ha.
và giòn hơn. Còn mình bắt cái lửa lớn á, thì cá nó sẽ không được giòn ha, nó sẽ bị khét. Mình chờ đợi chiên cá, mình sẽ bắt bên đây một cái bếp nữa ha, để mình xào thịt đó. Xào thịt cho nó thơm lên, bỏ tỏi vô mình xào cho nó thơm lên, mình sẽ bỏ vô canh mình nấu ha. Bây giờ chảo mình cũng đã nóng rồi đó, mình sẽ bỏ vô một ít dầu. Mình sẽ bỏ vô một ít tỏi phi ha, để mình phi lên cho nó thơm á. Tỏi bây giờ của mình cũng đã vàng rồi, mình sẽ bỏ thịt vô mình xào luôn. Thịt mình xào như thế này là được nha mọi người. Khi mà mình không xào thịt như vậy á, cái mình nấu canh lên á, nó sẽ không được ngon á. Như vậy mà xào nó thơm, rất là thơm mùi tỏi luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị bắt vòi nước lên. Bây giờ mình chuẩn bị bắt nồi nước lên để cho nước sôi ha. Mình nấu canh núm. Mình sẽ để nắp lại. Sau khi chờ đợi nước sôi, mình sẽ đi rửa núm nha mọi người. Núm nè, có núm núm to mình sẽ cắt ra làm 4. Còn núm nào nhỏ thì mình sẽ để luôn nguyên núm. Mình sẽ rửa thêm một lần nữa ha, là sạch nha mọi người. Mình sẽ để ráo một chút xíu ha. Bây giờ mình sẽ chở cá rồi, cá đã vàng cho nha mọi người. Như thế này là được rồi ha. Thank you.
Bây giờ mình sẽ cho thịt lúc nãy mình xào cho vô cái nồi canh luôn nha mọi người. Cho hết cái lúc nãy thịt nãy mình xào mình cho hết vô luôn. Mình sẽ đậy nắp lại và để cho nước to mình sẽ thả nấm vào. Nước của mình cũng đã sôi rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho nấm rơm vào. Mình sẽ cho nấm rơm vào. Mình sẽ nêm vào đây một ít bột ngọt. Một tí đường mình nêm theo gia đình mình ăn. Thì mỗi gia đình mỗi có cách nấu ăn khác nhau. Thì mình nêm sao cho vừa ăn của gia đình mình ăn là được ha mọi người. Mình bỏ một tí muối, một tí đường, một tí bột ngọt. Của mình nó sôi đó mọi người. Thì bây giờ mình có bọt mình sẽ vớt bọt ha. Mình sẽ nêm lại một lần nữa coi có vừa ăn chưa. Nếu mình chưa vừa ăn thì mình sẽ nêm lại một miếng nữa ha. Thì mình nêm như vậy là đã vừa ăn rồi ha. Mỗi gia đình đều có mỗi cách nêm nếm khác nhau. Canh mình cũng đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ bỏ hành vô ha. Cá của mình cũng đã vàng rồi, mình sẽ tắt bếp và gấp cá ra ha. Chiên vàng như thế này là được rồi ha mọi người. Mời anh chị ăn cơm với gia đình em. Cá này ngon nha. Cơm. Mà cái nhà mình ăn cơm. Chua cá. Đúng. Cái này nha. Có phèn. Có phèn con. Cá này ăn lắm nó nhiều mà. Cái đâu ăn vậy không? Bọn kia để cho quay.
Em gan nha gan. Phải không? Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay nhớ chia sẻ cho mình nhé.